Anh em xin chào tất cả các bác, vẫn là JBL T20 Pro đang rất là hot bên cửa Tùng Audio Hải Dương với mức giá khuyến mại là 1.550.000 đồng. Và trong những ngày vừa qua anh em hỏi em rất nhiều về cái ruột gan của em JBL T20 này. Và bên Tùng Audio thì đã có làm video trước đó để mở ruột rồi, nhưng mà anh em cũng chắc là cũng không tìm thấy được. Thế nên là ngày hôm nay thì em lại quyết định phục vụ anh em mở ruột với mẫu JBL T20 Pro cho bác và anh em cùng chiêm ngưỡng cũng như là cùng phân biệt những mẫu hàng ngon, hàng chuẩn, hàng xịn như thế nào. JBL T20 Pro bên Tùng Audio đây, bo nguồn của em JBL đây các bác nhá, vì đó chắc chắn rồi phải có, và bao gồm với đó là bo chống hú có dơ le cho anh em. Đấy, nhìn qua thiết kế thôi thì tất cả anh em, kể cả những bác khách hàng thợ, nhìn qua là biết bên cửa hàng Tùng Audio bán hàng chuẩn đến cỡ nào rồi, đúng không ạ? Đấy, và bo nguồn thì sẽ được bọc kỹ như thế này để đảm bảo cho anh em sử dụng một cách yên tâm hơn. Bo vỉ đỏ luôn luôn phải có này cho bác nhá. Nhiều khi là hàng kém chất lượng thì bây giờ nó cũng sẽ có rất nhiều những cái sản phẩm nhái, sản phẩm kém chất lượng như bo vỉ màu khác hay là không có chống hú bé này, dơ le thì không có này. Đấy, để anh em có thể phân biệt được những mẫu hàng kém chất lượng trên thị trường. Nhiều khi anh em mua với mức giá rẻ hơn nó một vài trăm thôi, nếu các bác và anh em lại nghĩ là mình mua như thế là hời, nhưng không phải đâu các bác nhé. Hàng nào của đấy chất lượng càng cao thì đi kèm với đó là giá thành nó cũng phải nhỉnh hơn một chút. Đấy, thế nên là nhiều khi anh em mua phải hàng kém chất lượng mà mua giá rẻ về, các bác và em cứ đắc ý, nhưng sử dụng được một thời gian thì sao, tiếng chất lượng nó không ổn định, nó kém đi, rồi anh em gọi điện bên cửa hàng họ sẽ không bảo hành cho anh em, cũng như là cũng không thèm để ý gì đến cái hàng của bác và anh em đã nhận rồi. Thế nên là một lựa chọn ưu ái nhất cho các bác và anh em khách hàng là mua ở những cửa hàng uy tín và đảm bảo chất lượng. Bên Tùng Audio thì đạt chuẩn về cái vấn đề này rồi, anh em yên tâm cả về chất lượng cũng như là cách chăm sóc khách hàng bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Với JBL T20 thì quá tuyệt vời rồi, một con vang cơ lai số đầy đủ tính năng chống hú tốt, giải echo và giải revert rất là rõ nét cho anh em chơi phòng hát gia đình, ghép lối thêm với cục đẩy hay âm ni sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo nhất trong phòng hát gia đình. Ok, không cần nói nhiều, ngay bây giờ thử một chút chất âm với em JBL T20 nhé, để biết cái cảm giác khi anh em sử dụng hàng xịn nó như thế nào. Và hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm âm thanh tốt nhất với dòng sản phẩm bên Tùng Audio Hải Dương với em JBL T20 Pro này. Alo, alo, 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10. Alo. Ok, nghe qua một chút chất âm thì anh em thấy ngay rằng echo vang nhại của em này quá là mượt mà rồi, đi xa so với cái sức tưởng tượng của rất nhiều anh em về cái dòng vang cơ lai số T20 Pro, đúng không ạ? Exciter lưng tiếng mic để hỗ trợ anh em rất nhiều trong cái khoảng cao, cái lốt cao của anh em lên không thể hụt hơi. Ví dụ anh em lên hụt hơi thì sẽ có exciter lưng tiếng mic cho anh em. Và có một điều rất là hay bên cửa hàng Tùng Audio là khi anh em nhận hàng về mà nếu như các bác anh em không biết cách điều chỉnh này, bên Tùng Audio nó sẽ lắp trước một cái chế độ làm sao để phù hợp với tất cả phòng hát gia đình nhà anh em rồi. Về anh em chỉ cần lắp vào và trải nghiệm. Ngoài ra thì anh em cần một chút cái thao tác nhỏ, đó là chỉnh effect cho nó phù hợp với cái tiếng vang nhại của cặp loa này, cũng như chỉnh âm lượng tổng mic, âm lượng tổng làm sao cho các bác và anh em nghe nó cảm giác là trôi chảy nhất và mượt mà nhất. Và giá khuyến mại ở thời điểm hiện tại đang là 1.550.000 đồng, một mức giá mà em nghĩ là chưa bao giờ nó rẻ đến như vậy ở thời điểm đầu xuân năm mới. Nếu các bác và anh em nào muốn mua JBL T20 Pro thì liên hệ trực tiếp qua Tùng Audio, số điện thoại là 0979 629 336 để hưởng ngay mức giá ưu đãi và có chế độ bảo hành của Tùng Audio 12 tháng cho anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán sau, hàng chuẩn loại 1 vì đỏ. Ok, video của em xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Xin chào.